Em xin được chào chị ạ. Vâng, chị vui lòng cho em được biết là chị họ tên là gì và hiện nay chị đang ở đâu? Sài Gòn đây, quận nhất Sài Gòn. Vâng ạ, ở quận nhất Sài Gòn. Xin hỏi là trước đây là chị bị đau bệnh như nào mà khi mà chị mua thuốc cái rượu thuốc ở nhà thuốc? Trước đây thì mình cũng thật ra thì cũng bệnh thì cũng lai ra có nhiều thứ, nhưng mà mình cũng rành về tìm hiểu về sách bở rồi đó, thì mình cũng biết là cái bệnh của mình là đau thần kinh tọa. Dạ. Thì vô tình đó, mình đọc trên cái trang Facebook của nhà thuốc Đông y Cương Minh á, thì mình cũng hên xui thôi, mình nghĩ là thôi mình cứ thử đại coi sao được cái phước chủ may thầy vậy đó. Vâng. Thì không ngờ thì thuốc của nhà thuốc của bác Thương Minh này cực kỳ hiệu quả. Thì bác khuyên mình thì uống tầm 1 tháng, nhưng mà mình uống tầm khoảng 1 tuần là mình thấy hết đau hẳn luôn rồi, Vâng. cái mình lười mình không uống nữa, thì tới bây giờ nó cũng không thấy đau lại. Vâng ạ, xin hỏi qua dòng thời gian một chút là thời đấy chị đau 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 như nào? Đau chân trái chân phải. Nói chung thì đau từ cái thắt lưng, cái nó lan qua hai bên cái mông của mình đó, rồi nó lan xuống phía hai cái chân, mà mặt sau chân á nó lan xuống là gần tới cái gót chân rồi. Rồi mình nghĩ là chắc mình cũng bị nặng lắm á, chứ không phải nhẹ đâu. Vâng ạ, bữa bị bệnh như vậy chị và gia đình có lo lắng nhiều không? Cũng lo lắng tại vì bệnh này nó cực kỳ khó chịu, đi đứng nằm ngồi gì cũng cũng không không được hết, nằm cũng không được, đi cũng không được, đứng cũng không được, chịu kinh lắm. Mà mình uống thuốc tây giảm đau thì mình không dám uống nhiều. Thời đó thì là chị đã sử dụng các cái loại thuốc nào để chữa bệnh chưa? Trước khi sử dụng cái sản phẩm thuốc của nhà bên em. Trước đây thì nói chung cũng có, nhưng mà mình cũng không có đi, chưa cũng chưa hẳn đi bệnh viện. Mình chỉ mua đại khái là giảm đau này kia thôi, tại vì mình vô bệnh viện á, thì thuốc tây cho uống nhiều quá mình cũng sợ, mình cũng muốn là tìm hiểu cái thuốc đông y nào tốt tốt mình uống thôi. Vâng ạ, xin hỏi thêm một chút là trước đây là chị đau như vậy là vào ban ngày nhiều hay là buổi tối nhiều hay lúc nào Nói chung ban ngày mình có làm việc á thì mình quên quên đi chút, còn ban đêm mình ngủ đó thì nó đau đau dữ lắm. Tại vì ban đêm là mình không có làm việc, mình cứ tập trung mình nghĩ về nó thì nó đau. đau? Vâng ạ, và lại là ban đêm là nó không khí lạnh, mà cái bệnh này khi lạnh thì đau hơn. Thì hôm nay cũng là ngày mùng 9 tháng 11 rồi, cũng là tháng nếu mà nói về tháng âm lịch thì nó là tháng 10, cũng là thuộc mùa đông. Nhưng mà trong miền Nam thì thời điểm này còn là có lạnh không? Không, nóng lắm. À thế à? Vâng ạ, dù gì thì nó cũng là theo mùa, cái mùa lạnh thì nó có thể đau hơn. Và bệnh thần kinh tọa này cũng như bệnh xương khớp thì khi mùa đông lạnh thì có chiều hướng đau nhiều hơn. Thì là đến thời điểm này thì là chị đến gì giờ là chị còn đau hay là hết đau rồi? Bây giờ thì hết hẳn rồi, Hết hẳn cũng rồi. cũng hơn lâu lắm rồi đó. Vâng ạ. Chị đã ám trình chị là đã khỏi ổn định được bao nhiêu thời gian rồi? Khỏi trong thời gian bao lâu nữa Dạ hả? vâng, từ ngày mà không uống thuốc ở nhà thuốc nữa mà khỏi đến bây giờ là khoảng bao nhiêu thời gian rồi? Lâu nè, cũng 2 năm rồi đó. 25. Hình như em bác hai mua thuốc cũng 2 năm rồi đó, Dạ hai ba vâng. năm gì đó, cũng nhớ là hai năm hơn á, tại dịch là cũng 2 năm rồi, mà À. trước dịch tới giờ là cũng hơn 2 năm rồi đó. À đúng rồi, tầm phải tầm 3 năm rồi nhỉ. Đấy. Nhớ là lâu lắm rồi đó, Chị thuốc vẫn còn ở nhà đấy. à tức là chị khỏi bệnh rồi mà thuốc vẫn còn. Thì chưa uống 1 tuần thấy hết thì thôi không uống được. À uống một một tuần để mà đã hết rồi thì sau này nhà thuốc phải chế biến ra là thuốc phải đến mấy tháng mới khỏi. Bởi vì một tuần thì khỏi nhanh quá. Mình cũng hơi bất ngờ lắm, mới uống có 1 tuần thì nó hết hẳn đấy, mình thấy thôi cũng lười uống nữa.
Vâng ạ, nói chung khỏi rồi mà uống cũng được mà không uống thì thôi. Thì qua đây thì chị có thấy thuốc ở nhà thuốc có dễ sử dụng không? Dễ sử dụng không à? Dạ vâng. Uống uống nó có À, thuốc khó? này nói chung cái thuốc đó, dạng rượu đó, thì đối với nữ đó, chắc hơi khó Vâng. Đấy thì nhà uống, thuốc đối với vẫn nam thì dễ rồi. và nhà thuốc vẫn nói rằng là nếu mà phụ nữ mà khó uống ấy, mình đổ cái lượng rượu đó vào trong một cái cốc nước uống hàng ngày thì là mình uống thì nó dễ hơn, còn mà nam thì là uống trực tiếp được thì là uống. Thì qua quá trình chị đã tin tưởng sử dụng, ôi Minh Cương lại bấm nhầm rồi. Qua đây thì là nhà thuốc rất là cảm ơn chị, bởi vì chị đã tin tưởng và sử dụng cái sản phẩm cụ thể là rượu thuốc chữa bệnh viêm đau dây thanh minh tọa của nhà thuốc. Đến bây giờ là chị có khỏi ổn định hẳn rồi phải không ạ? Nói chung là thấy là hiện tại là rất là ổn định rồi đó. Đấy, tuyệt vời, chị thấy có sức khỏe có tốt không? Có sức khỏe khỏe và thích không? Đấy. Cũng mà mình cũng chẳng có tập thể dục gì hết, cũng bình thường vậy đó, tại không có thời gian á, làm việc cũng nhiều. Đấy, khi mà có sức khỏe, trên thực tế là có sức khỏe mình có thể là đi bất cứ nơi nào, mình làm bất cứ việc gì, nhưng không có sức khỏe mà đau như ngày xưa thì có buồn không? Kinh Nhớ tới khủng. cái đau đó kinh khủng lắm. Kinh khủng. Đấy, thì bây giờ có sức khỏe rồi đúng là một cái tài sản rất là quý, nên sức khỏe là một cái tài khoản cực kỳ quý mà bây giờ đã trả lại sức khỏe cho chị rồi. Thật là tuyệt vời đúng không ạ? Mà sự thật là như thế. Vâng, mình cũng thật sự là rất cảm ơn nhà thuốc. Cũng không biết nói sao, thì mình cũng giới thiệu rất nhiều bạn bè cho nhà thuốc, thì hầu như ai cũng cảm thấy là rất là hài lòng, tại vì thật tốt mình mới dám giới thiệu. Vâng ạ. Vâng, Dạ. một lần nữa thay mặt nhà thuốc Đông y Bảo Lộc Đường, em xin được tự giới thiệu, em là Lương y Lạc Minh Cương, nhà thuốc Đông y Bảo Lộc Đường có địa chỉ thôn Thọ Vực, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, chuyên chữa về viêm đau dây thanh minh tọa do thoái hóa vôi gai thoái hóa cột sống và một số bệnh khác nữa. Nhưng mà cơ bản chị đã sử dụng cái sản phẩm này và bây giờ đã khỏi hoàn toàn, ổn định được hơn 2 năm rồi. Nhà thuốc cảm ơn chị đã tin tưởng sử dụng cái sản phẩm này và chúc chị và gia đình có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn nhà thuốc ạ. Dạ vâng, thế em chào chị nhá, chào người miền Nam. Vâng vâng ạ, chào 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 bác ạ. Dạ. Chị tắt máy cho em đi ạ. Thưa quý vị, đây là một trong những bệnh nhân đã khỏi bệnh viêm đau dây thanh minh tọa, bị hai chân thì khả năng cao là bị thoát vị đến đệ đệm cũng chèn ép dây thanh minh tọa. Thì đến thời điểm này khi gọi lại thì thấy chị nói rằng là khỏi hoàn toàn được hơn 2 năm rồi. Đấy, mà sự thật là nó là như vậy, bởi vì Minh Cương các bệnh nhân xa như chị đây trong thành phố Hồ Chí Minh thì là không đi ghi hình tận nơi được, và qua gọi có hình là thấy chị hoàn toàn khỏe rồi. Đấy, quý vị và các bạn xem một chút cái sản phẩm chữa bệnh viêm đau dây thanh minh tọa của nhà thuốc. Đấy, thưa quý vị, đây là sản phẩm rượu thuốc uống chuyên chữa bệnh viêm đau dây thanh minh tọa do vôi gai thoái hóa cột sống thoát vị đĩa đệm, liều dùng cũng rất là vi lượng, không phải đun, không phải sắc gì. Ngày uống có 2 ly con thôi, sau ăn trưa 1 ly và trước khi đi ngủ 1 ly. Có thể uống và có thể đổ vào cốc nước để uống cho dễ uống. Đấy, cái sản phẩm thực tế đấy. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Ngoài chữa bệnh viêm đau dây thanh minh tọa, nhà thuốc còn chữa bệnh táo bón kinh liên. Đấy, sản phẩm chữa bệnh táo bón kinh liên và lở loét miệng lưỡi, đây sản phẩm lở loét miệng lưỡi đây. Thì cái này là thuốc ngậm, bởi vì những bệnh nhân ở xa, Minh Cương xin phép mà nói thêm một chút, bệnh nhân ở xa mà lở loét miệng lưỡi, bệnh nhân ở xa Minh Cương gửi thuốc thô, bởi vì là thuốc nước thì nó nhanh hỏng mà để đi thì đi lâu, thì nếu gần thì Minh Cương đun trực tiếp thuốc nước để ngậm. Và cái thuốc này đấy, bản chất nó là thuốc này đóng gói để chữa lở loét miệng lưỡi, tuy nhiên là còn thuốc uống bên trong nữa.
Đấy, thứ nhất là thần kinh tọa, thứ hai là lở loét miệng lưỡi, và thứ ba là bệnh táo bón kinh liên. À, quý vị vừa xem rồi, còn đây Minh Cương vừa xay thuốc ho. Đây là cối xay chuyên xay thuốc chữa ho hen suyễn. À, Minh Cương sẽ cố gắng tạo ra các bài thuốc kết hợp với cái bài cổ phương cũng như là thuốc cổ truyền để tạo ra các sản phẩm tốt nhất có thể để chữa bệnh chính cho người Việt Nam.